nhân vật Thu thì vô tình đã trở thành cái con mồi và cũng là một trong những nhân chứng rất là quan trọng để góp phần có thể vạch trần cái tội ác của nhân vật Lê. Bắt đầu vào trong cái quá trình tiền kỳ cho bộ phim á, thì anh Đạt đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của anh chị em trong ekip, và đặc biệt đó là của thầy dạy bên trường khiếm thị, nào là phải làm quen với tất cả các hành động cử chỉ cũng như là các cách phản ứng và suy nghĩ của một người khiếm thị, như nào có thể đến trường gặp gỡ các em, giao lưu với các em, quan sát các em, để nó là một trong những cái tư liệu, chất liệu để cho mình có cảm xúc hơn khi mà mình thể hiện cái nhân vật đặc biệt như thế nào. Lê, một bác sĩ đam mê giải phẫu Mỹ, có đời sống nội tâm rất phức tạp. Để vô vai Lê này, Tuấn phải chuẩn bị rất là kỹ. Vai Lê là một người anh chàng thuận tay trái, cho nên Tuấn phải về nhà Tuấn tập, Tuấn phải đeo đồng hồ bên tay phải, và tất cả mọi thứ đều làm bằng tay trái để cho nó quen. Rồi Tuấn trong phim có nhiều phân đoạn đánh lộn, thì Tuấn phải đi tập cách cái đơ. Tâm lý tội phạm thì may mắn là Tuấn có làm việc với anh Trịnh Đình Lê Minh, thì anh cũng phân tích tại sao dẫn đến như vậy. Nhân vật Hải này là một nhân vật theo mình thấy rất là đặc biệt. Style thì hip hop nè, thời gian và tiền bạc thì đa số là đầu tư cho cái bán trường, rất là đam mê. Vô tình cậu ấy cũng đã chứng kiến thấy một vụ tai nạn và cùng đồng hành với một cô gái mù để giải quyết cái vụ án này. Và trên đường giải quyết đó thì gặp vô số là những khó khăn, gặp gã sát nhân rất là ghê. Anh đạo diễn cũng nói là nó cũng khá là giống tính cách của mình. Những bước đầu tiên hơi khó khăn nhưng mà sau đó thì mọi chuyện đã được giải quyết. Với Ban Hoàng thì Phương có một cái cơ hội để mà thể hiện nhiều cái khía cạnh khác của ác Phương ngoài đời, cái sự mạnh mẽ, thậm chí có chút nam tính ở trong đó nữa. Thực ra khi mà Phương nhận được một cái hình tượng là nữ cảnh sát mà còn lại là một người sếp nữa, thì Phương nói là wow, mình sẽ phải làm gì đây để cho khán giả không thấy rằng đây là một nhân vật cứng nhắc. Đây là một vai diễn mới lạ đối với Tú, lần đầu tiên Tú tham gia một cái vai diễn, đó là vai cảnh sát. Anh Tú là vai nhân vật vừa có một cái sự hơi ngây thơ nhưng mà cũng rất là cố gắng để mà hoàn thiện bản thân mình trong suốt quá trình bộ phim, mà tôi nghĩ là nhân vật của anh Tú cũng sẽ mang đến rất là nhiều thiện cảm đến với khán giả. Ti là em trai của Thu. Giữa Ti và Thu thì lúc nào cũng có cái cãi vã, nhưng mà cãi vã lớn đến một lúc mà xảy ra một cái sự cố để cho Thu phải ảnh hưởng tâm lý.